Sáng ngày 18 tháng 3, tại trường Tiểu học Yên Lập, Hội đồng đội huyện Vĩnh Tường tổ chức điểm cấp huyện ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Trong ngày hội, huyện đoàn, hội đồng đội huyện phát động 100% các liên đội tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn. Với 7 tuần thi đua cao điểm từ ngày 26 tháng 3 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2024, tập trung vào các nội dung chính: tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội, các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng về tinh thần yêu nước, ý nghĩa và giá trị của chiến thắng Điện Biên phủ, tổ chức các chương trình, cuộc thi, sân chơi cho thiếu nhi, tổ chức hành trình về nguồn, liên hoan, tuyên dương chiến sĩ nhỏ Điện Biên. Thông qua các hoạt động của ngày hội, góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước trong các em thiếu nhi, tạo động lực cho các em trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường ngày càng tốt đẹp, phấn đấu để sớm trở thành người đoàn viên xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.